Mini Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Như vậy thì đúng ra hôm nay thì cái đường bay quốc tế của Việt Nam của chúng ta sẽ được mở lại. Tuy nhiên thì ngay ở phút cuối thì bất ngờ Bộ Giao thông Vận tải lại thông báo rằng là vẫn chưa mở cửa lại được cái đường bay quốc tế này. Vậy thì đâu là lý do và tại sao chúng ta lại chưa mở cửa lại cái đường bay quốc tế? Clip này Mini Việt Nam xin đưa ra cái lý do tại sao chúng ta lại thay đổi cái kế hoạch ngay ở phút chót như vậy. Thì như quý vị đã biết là cái kế hoạch ban đầu của chúng ta thì sẽ mở lại cái đường bay quốc tế là vào ngày 15 tháng 9 này. Tuy nhiên thì chiều hôm qua, tức là 14 tháng 9 á, thì Bộ Giao thông Vận tải cho biết là vẫn chưa chốt được cái thời điểm chính thức. Cụ thể thì cái kế hoạch ban đầu chúng ta công bố rằng là sẽ khôi phục lại đường bay quốc tế tới 6 quốc gia. Trong đó thì chúng ta dự kiến là mở lại đường bay quốc tế vào ngày 15 tháng 9 với các cái đường bay như là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Và ngày 22 tháng 9 thì chúng ta sẽ mở lại cái đường bay với Lào và Campuchia. Tuy nhiên thì chiều ngày hôm qua, khi mà Bộ Giao thông Vận tải họp bàn với các bộ ngành liên quan để mà thống nhất cái phương án mở lại các đường bay quốc tế tới các điểm đến tại các quốc gia mà đã có cái kết quả phòng chống dịch tốt và là các cái đường bay mà có nhu cầu vận chuyển cao. Và sau cái cuộc họp đó thì một cái thông tin khá là đáng buồn, đó là Bộ Giao thông Vận tải và các ngành trả lời với chúng ta rằng là chưa chốt được cái thời điểm mở lại cái đường bay chính thức. Thì cái lý do thứ nhất có thể thấy rằng là hiện nay cơ quan y tế thì đang hoàn thiện cái phương án, cái quy trình xét nghiệm cách ly y tế đối với nhóm đối tượng được phép nhập cảnh. Và dự kiến thì cái phương án này sẽ được trình Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid vào ngày thứ năm tới, tức là ngày 16 tháng 9 này thưa quý vị. Và Bộ Giao thông Vận tải cho biết là một trong những cái vấn đề quan trọng hiện nay đó là cần làm rõ các cái điều kiện để được nhập cảnh ở Việt Nam. Trong đó thì bao gồm có y tế, rồi cách ly, chi phí v.v. Đối với từng đối tượng là nhà ngoại giao, chuyên gia, nhà đầu tư và công dân Việt Nam để mà thông báo rộng rãi tới các nước liên quan cũng như là đối với những người quan tâm và có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam. Một lý do khác đó là với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì hiện vẫn chưa xác định được cụ thể cái nhu cầu số lượng nhập cảnh để mà lên kế hoạch bố trí các cái khu cách ly cũng như là các cái điều kiện giám sát và các cái chi phí liên quan. Trước đó thì như chúng ta đã biết rồi, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế nghiên cứu hướng dẫn cái việc kiểm tra và theo dõi y tế, lấy mẫu xét nghiệm với các cái trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam khi mà mở lại cái đường bay quốc tế thương mại. Thì trong yêu cầu đó thì Thủ tướng yêu cầu là đối với khách quốc tế nhập cảnh thì phải có quy định riêng về phòng chống dịch trong suốt quá trình nhập cảnh, đi lại, làm việc tại Việt Nam. Và khi có xuất hiện các cái ca mắc bệnh thì phải thần tốc truy vết các cái trường hợp có nguy cơ và khoanh vùng cũng như là cách ly thật gọn và dập dịch triệt để. Cho nên là Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế theo cái lịch trình kiểm soát tốt dịch bệnh các chuyến bay, không để sơ suất xảy ra. Và cái lịch trình này thì giao cho Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ xem xét quyết định. Còn đối với vấn đề mà chi phí cách ly á, thì là đã nhấn mạnh rằng là tất cả những người nhập cảnh sẽ tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm. Và sau khi nhập cảnh vào Việt Nam á, thì phải cài cái ứng dụng khai báo y tế điện tử. Và cái người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam á, làm việc ngắn ngày dưới 14 ngày thì phải thực hiện theo cái quy định của Bộ Y tế. Và Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đối với Bộ Giao thông Vận tải là phải phối hợp với các cái bộ khác là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế xem xét và giải quyết các cái vấn đề khi mở lại cái đường bay thương mại quốc tế, bao gồm cái việc lựa chọn các cái nhóm đối tượng ưu tiên nhập cảnh, lựa chọn cái cảng hàng không tiếp nhận chuyến bay thương mại quốc tế, cũng như là phải có những cái phương án giải tỏa tại các cảng hàng không, phương án quản lý các cái trường hợp nhập cảnh, làm sao đó phải tổ chức lấy được các cái mẫu xét nghiệm, cách ly y tế phù hợp và các cái hướng dẫn khác để mà đáp ứng cái yêu cầu phòng chống dịch tốt. Và chúng ta cũng yêu cầu là trên từng cái chuyến bay đó thì đều phải có những cái phương án cụ thể, chặt chẽ và bảo đảm cái an toàn. Cái điều này thì Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Bộ Ngoại giao từng bước thận trọng để mà tăng tần suất chuyến bay từ các nước ít nguy cơ lây nhiễm bệnh để mà đưa các chuyên gia, các cái nhà đầu tư và lao động tay nghề cao nhập cảnh cũng như là cái việc đón công dân của chúng ta về nước. Riêng đối với các cái ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc trung ương
thì Thủ tướng yêu cầu là phải tổ chức thực hiện cách ly cái người nhập cảnh tại các cơ sở lưu trú và có thu phí. Các cái địa phương trước hết là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các cái tỉnh lân cận ba cái thành phố nói trên thì phải khẩn trương chỉ đạo lựa chọn các cái cơ sở lưu trú làm cái nơi cách ly để mà cho người nhập cảnh của chúng ta về nước một cách an toàn, và phải đảm bảo rằng là và cái việc cách ly này là có thu phí, và phải đảm bảo cơ số cách ly tối thiểu là 10.000 người và có thể tăng dần trong thời gian sắp tới. Trong khi đó thì các bộ công an, bộ quốc phòng và ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì tiếp tục phải kiểm tra chặt chẽ, rà soát và ngăn chặn kịp thời cũng như là xử lý các cái trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm cái việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cái cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép. Cho nên là các bộ ngành, nhất là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương là phải tiếp tục tạo cái điều kiện thuận lợi với cái thủ tục nhanh gọn, rõ ràng, có thời điểm cụ thể và là cái đầu mối chịu trách nhiệm cho cái việc khi mà các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao và những công dân của chúng ta nhập cảnh về nước thì phải được đảm bảo. Thì đó là cái lý do mà khi mà chúng ta chưa chuẩn bị được những cái điều kiện để mà hội tụ được những yếu tố đảm bảo an toàn cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước thì Bộ Giao thông và các bộ khác vẫn chưa thống nhất được cái phương án cũng như là những cái hướng dẫn cụ thể, và những cái tỉnh như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những cái tỉnh lân cận thì vẫn chưa đảm bảo được những cái cơ sở lưu trú khi mà cái lượng cách ly của chúng ta có thể lên tới là 10.000 người. Và sau đó thì chúng ta yêu cầu là có thể cái số lượng nó tăng dần hơn. Đó, tuy nhiên thì những cơ sở cách ly của chúng ta vẫn chưa được bố trí đủ theo yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đề ra. Đó, do đó là cái việc mà chúng ta sẽ không mở cửa được cái đường bay quốc tế trong ngày hôm nay, đó là một cái điều hết sức đáng buồn. Và cái việc mà chúng ta mở lại cái đường bay quốc tế thì phải chọn một cái thời điểm khác thích hợp hơn. Thì trên đây là một số cái lý do tại sao mà chúng ta lại bất ngờ thay đổi cái việc mở cửa cái đường bay quốc tế thương mại vào cái phút chót. Thì Mini Việt Nam cũng mong rằng quý vị sẽ thông cảm và hiểu được rằng là cái công tác chuẩn bị cũng như là cái việc mà chúng ta mong muốn mở lại đường bay quốc tế đó là cái điều mong mỏi không riêng gì đối với những cái công dân của chúng ta đang còn mắc kẹt ở nước ngoài, mà chính là cái mong mỏi của chính phủ cũng như là mong mỏi của người dân Việt Nam ở trong nước cũng đang rất nóng lòng để mà muốn mở lại cái đường bay quốc tế nhằm giúp cho cái nền kinh tế trong nước của chúng ta được phát triển và giúp cho cái nguồn đầu tư từ nước ngoài và Việt Nam được nhanh và sớm hơn. Tuy nhiên thì song song với cái việc mà chúng ta phát triển kinh tế thì cái việc phòng chống dịch thì cũng là một trong những điều vô cùng quan trọng trong thời điểm này. Cho nên khi mà chúng ta đảm bảo đủ những cái điều kiện và yếu tố để đảm bảo an toàn đối với cộng đồng trong nước thì cái việc mở cửa đường bay quốc tế sẽ nhanh chóng được mở cửa và sẽ nhân rộng ra ngoài 6 cái nước mà chúng ta đã dự kiến, và sẽ mở rộng ra các cái nước ở khối châu Âu, Nga, Mỹ, Úc, v.v. Bởi vì những cái đối tác đó thì cũng rất là mong mỏi Việt Nam của chúng ta sẽ mở lại cái đường bay quốc tế để họ có thể vào làm ăn kinh tế với chúng ta. Thì trên đây là một số cái thông tin mà Mini Việt Nam mới cập nhật được, thì cũng muốn chia sẻ với quý vị. Mini Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi mới nhất xung quanh cái việc mở cửa cái đường bay quốc tế. Đến đây thì Mini Việt Nam xin tạm dừng clip. Xin hẹn gặp lại quý vị trong clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.